Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dịnh có đất diện ít nên đáng thương trong phim mới đóng với Trương Dịch. Triệu Lệ Dịnh chuẩn bị tham gia phim điện ảnh mới, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho biết cô không có nhiều đất diện trong tác phẩm này. Một số nguồn tin trong ngành cho biết Triệu Lệ Dịnh chuẩn bị tham gia phim điện ảnh có tên Người Phiên Dịch. Tác phẩm này thuộc thể loại chức nghiệp, mới đây khai máy. Ngoài Triệu Lệ Dịnh, phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Trương Dịch, Vương Tuấn Khải, Tề Khê. Trong đó, Dương Dịch sẽ đảm nhận vai nam chính. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1987 vào vai vợ của Trương Dịch. Nhân vật này thuộc tuyến phụ nên cô có ít đất diễn. Thời gian nữ diễn viên ở trong đoàn cũng ngắn vì thời lượng lên phim không nhiều. Với Người Phiên Dịch, Trương Dịch sẽ đảm nhận phiên 1. Ngược lại, vợ cũ của Phùng Thiệu Phong chỉ có thể nhận từ phiên 2 trở xuống. Triệu Lệ Dịnh từng rất thành công ở mạng phim truyền hình. Cô còn được khen ngợi là người biết chọn kịch bản vì các tác phẩm từng tham gia đều đạt được rất tính tốt. Tuy nhiên, ở địa hạt điện ảnh, vợ cũ Phùng Thiệu Phong gần như không có vị thế. Cô tham gia rất ít phim màn ảnh rộng, cũng chưa có vai diễn nào để đời ở mạng này cả. Ngược lại, Trương Dịch hơn hẳn Triệu Lệ Dịnh ở cả thâm niên và địa vị trong giới phim ảnh. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Thời Đại Hoàng Kim, Tôi Không Phải Phan Kim Liên, Tú Xuân Đao 2, Chuyện Tình Bắc Kinh, Điệp Vụ Biển Đỏ. Trương Dịch theo phái thực lực nên lượng người hâm mộ không đông đảo. Tuy nhiên, anh đã trở thành diễn viên quen mặt với khán giả và đã có chỗ đứng nhất định trong giới phim ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên sinh năm 1978 từng giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Kim Kê 2015. Sau đó, anh vượt mặt Dạ Hoa Triệu Hữu Đình để đạt danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2017. Gần đây nhất, Trương Dịch tiếp tục nhận cúp thưởng của Kim Kê 2021 khi chiến thắng hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Phía Trên Vách Núi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.